Thưa quý vị, chiều tối qua ngày 21 tháng 8, hàng trăm phụ huynh đã tập trung tại trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để yêu cầu phía nhà trường có những giải đáp cụ thể về vấn đề tuyển sinh. Các phụ huynh cho rằng trường mới xây ngay sát các tòa chung cư và con họ là đối tượng được ưu tiên, thế nhưng nhà trường lại không tiếp nhận hồ sơ xin học vì trường đã kín chỗ. Từ hành lang cho đến phòng họp, phụ huynh tập trung rất đông. Trên tay họ là những lá đơn đề nghị cùng những giấy tờ khác của con em mình. Chứ còn trường mới chưa có thông tin gì cả. Khi đấy mình mua nhà về đây là với mong muốn là con sẽ được học ở đây rồi. Những bức xúc của phụ huynh này cũng là tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh khác tại đây. Nếu mà đúng tuyến thì là phải những tuyến như thế nào, là những tổ dân phố nào thì sẽ được đúng tuyến học ở Tây Mỗ 3 này. Chứ không thể trả lời một cái câu rất là không có một cái văn bản, không có một cái gì cả cho chúng tôi là trường đã nhận đủ chỉ tiêu của Tây Mỗ 1. Theo các phụ huynh, cách đây 1 đến 2 hôm, họ mới nhận được thông báo trường tiểu học Tây Mỗ 3 chỉ nhận 200 chỉ tiêu và tách học sinh ở trường tiểu học Tây Mỗ 1 về là hết chỉ tiêu. Nên con em học tại trường tiểu học Lý Nam Đế vẫn học tại trường cũ. Trong khi đó, chỉ còn 2 tuần nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Ban giám hiệu trường mới được thành lập từ hôm qua, thì không biết là chỉ tiêu này nó sẽ như thế nào. Và bây giờ số lượng tuyển sinh là bao nhiêu và tuyển được những ai rồi. Trong khi con chúng tôi thì đang ở ngay trước cổng trường thì lại không được đi học ở trường này. Suốt cả buổi chiều qua, phụ huynh đợi để được gặp hiệu trưởng của trường tiểu học Tây Mỗ 3. Nhưng hiệu trưởng không xuất hiện, còn phó hiệu trưởng thì từ chối trả lời. Bây giờ mình đang làm nốt thông tin để cái này còn gửi lên quận. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho rằng đã nắm được thông tin, tinh thần sẽ giải quyết theo đúng quy định tuyển sinh đúng tuyến để phụ huynh có thể yên tâm. Công tác tuyển sinh đã diễn ra rất công khai và đúng quy định, đúng quy trình. Và kết quả là 460 con em ở trên địa bàn 100% là thuộc các tổ dân phố trên địa bàn đó đã đăng ký tuyển sinh và hoàn thành từ tháng 7. Còn cái nhóm các phụ huynh hiện nay có nguyện vọng vào thì đa phần là xin chuyển từ trường khác về. Chứ không phải là tuyển sinh đầu cấp theo cái đợt tuyển sinh của Sở Giáo dục thì chúng tôi sẽ tổng hợp để báo cáo lãnh đạo xin hướng giải quyết. Trước tình hình phụ huynh chờ đợi kéo dài ở trường tiểu học Tây Mỗ 3, tối qua đại diện chính quyền và Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm đã hứa với các phụ huynh sẽ có quyết định chính thức về việc tiếp nhận thêm học sinh vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 8 sau khi được Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt với tinh thần là đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh. Thưa quý vị, mới đây tại tọa đàm về quản lý xe hợp đồng để góp ý sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đường bộ, nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng quy định hiện hành còn bất cập khiến doanh nghiệp xe hợp đồng không muốn vào bến. Do đó, các đơn vị quản lý bến xe kiến nghị cần điều chỉnh quy định để tạo điều kiện cho xe hợp đồng vào đón trả khách tại bến. Một số ý kiến nêu cho rằng việc xin slot trong bến xe là khó khăn, trong khi với xe hợp đồng, nhà xe chỉ cần mua xe, xin phù hiệu và chỉ cần chờ khách gọi. Ngoài ra, xe tuyến cố định phải chờ đến giờ thì mới được xuất bến, chạy theo giới hạn, theo lốt. Xe vào bến còn tốn nhiều các loại thuế phí như phí bến, VAT vé, thuế thu nhập doanh nghiệp, khó giảm giá để cạnh tranh với xe hợp đồng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan quản lý cần thay đổi quy định cho xe khách tuyến cố định, đảm bảo hoạt động linh hoạt và cạnh tranh được với loại hình xe mới. Nếu bến xe dư thừa chỗ, có thể cho xe hợp đồng hoạt động để tăng thu nhập cho bến. Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Bộ Công an, mới đây đã đề xuất hạ mức xử phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp. Và mức phạt tiền sẽ còn là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với ô tô, và từ 400.000 cho đến 600.000 đồng đối với xe máy nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở, tức là giảm tới 80% so với mức phạt hiện nay. Đề xuất này hiện cũng nhận được nhiều ý kiến từ cả phía người dân cũng như là chuyên gia. Tuyến đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Theo ghi nhận, tình trạng vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô đã giảm hẳn. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, mức vi phạm cũng chỉ ở mức độ 1 đến 2 trường hợp. Đang nói,
là tình trạng tài xế vi phạm kịch khung cũng không còn nhiều. Ban ngày và gần đây thì là chở anh tiện xe chở anh về. Sorry, hôm nay mình hơi có lỗi chút. Vi phạm nồng độ cồn thì là cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp là vẫn sử dụng rượu bia trong khi tham gia giao thông. Tất cả các cái ca tuần tra kiểm soát được ban chỉ huy phòng, ban chỉ huy đơn vị là các ca công tác là khép kín địa bàn, và thứ hai là trong các cái ca công tác thì có sử dụng việc kiểm tra về nồng độ cồn để làm sao xử lý triệt để về cái vi phạm này. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dù thành phố và các quận huyện đã triển khai rất nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã xảy ra 805 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 75 vụ liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Bộ Công an vừa đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với quy định hiện hành đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Theo đề xuất, đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự, mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, thay vì mức phạt 6 đến 8 triệu đồng hiện hành. Mức phạt đề xuất với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự là 400.000 đến 600.000 đồng, quy định hiện tại là 2 đến 3 triệu đồng. Ý thức của mọi người giờ nó nâng cao hơn rồi, nên là mong tạo điều kiện là giảm xuống còn 800 đến 1 triệu. Theo các chuyên gia pháp lý, đề xuất giảm nhẹ mức xử phạt không gây mâu thuẫn với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn trước đó, bởi mục đích cuối cùng của việc xử phạt là nâng cao ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật, hướng đến sự an toàn khi tham gia giao thông của người dân, cũng như đảm bảo tài sản, tính mạng của họ. Tôi cho rằng đây là một cái bước tiến khá dài trong cái kỹ thuật lập pháp, bởi vì sao, nó đã phân hóa được ra cái trách nhiệm của cái người vi phạm. Đây là một cái mang cái tính phòng ngừa giáo dục mà cái pháp luật đang hướng đến thì nó sẽ nhiều hơn. Và mức phạt này á, để cho giúp cho một số người có thể cảnh tỉnh, và cái quan trọng hơn để hiểu rằng là khi vi phạm hơn thì mức xử phạt nó sẽ rất nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc tuân thủ nghiêm túc quy định nồng độ cồn bằng không khi lái xe, để người dân hiểu việc giảm nhẹ mức hình phạt không có nghĩa nương nhẹ cho người sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Một khi bị phát hiện hoặc gây tai nạn giao thông sẽ vẫn bị xử lý nghiêm. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 8, giá vàng nhẫn được duy trì ở mức 78,4 triệu đồng một lượng trên chiều bán, tăng tới 450.000 đồng so với trước, và đây cũng là mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến nay. Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 77,1 đến 78,4 triệu đồng một lượng chiều mua và bán, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều trong phiên hôm qua. Đây cũng là mức giá cao nhất từ đầu năm của mặt hàng này. Giá vàng nhẫn tăng khoảng 25% từ đầu năm. Đây là mức tăng vượt vàng miếng nếu so với thời điểm đạt đỉnh hơn 90 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC là 79 đến 81 triệu đồng một lượng chiều mua và bán, không thay đổi về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 triệu đồng.